Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết tàu chiến và máy bay của nước này đã đi qua eo biển Bát Sĩ giữa Đài Loan và Philippines hôm thứ Tư để thực hiện các cuộc diễn tập quân sự theo kế hoạch định kỳ. Một phát ngôn viên của Hải quân Trung Quốc cho biết trong thông cáo của Bộ Quốc phòng rằng các cuộc diễn tập thử nghiệm và hoàn thiện các chiến lược chiến đấu và đã đạt được mục tiêu dự kiến. Người phát ngôn nói các cuộc diễn tập ở vùng biển phía đông eo biển Bát Sĩ là các cuộc diễn tập định kỳ thường niên và không nhắm vào bất kỳ quốc gia hay khu vực nào. Ông nói các cuộc diễn tập này tuân thủ luật pháp và các thông lệ quốc tế. Một quan chức cảnh sát biển của Philippines cho biết là họ không nhận thấy có gì bất thường ở vùng biển phía bắc nước này. Trung Quốc đã tăng cường chi tiêu quốc phòng để hiện đại hóa lực lượng quân sự, là lực lượng lớn nhất thế giới và đang tích lũy thêm kinh nghiệm trong các hoạt động quân sự cách xa bờ biển của họ. Trung Quốc tuyên bố lãnh thổ tự trị Đài Loan là thuộc chủ quyền của Trung Quốc và chưa bao giờ từ bỏ sử dụng vũ lực để giành lại quyền kiểm soát của Đài Loan, trong khi đang có tranh chấp lãnh hải căng thẳng với Philippines ở Biển Đông.